một chung một niềm sâu. Từ lúc tuổi 20 trong lúc vòng tay anh chưa tròn ân ái, nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đơn côi. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Aiwa MC1. Dàn này chức năng chính là CD hoạt động ok, MD không đọc. FM của dàn tần số là 108 Bắc Full Đài Việt Nam. Phía sau dàn hỗ trợ ngồi ao X 2 đầu Avera 3.5 dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Mình đang nghe nhạc qua chức năng kết nối điện thoại qua ngồi ao X nha. Ở trên dàn này nè, mình muốn chỉnh ao X thì ở đây có chữ phút xanh nè. Mình cứ nhắn vào lúc này, khi nào màn hình hiện chữ ao X là mình qua kết nối điện thoại. Thì cần có một nhợi dây để kết nối như vậy nha. Nếu mà các anh chị, các bác á không có muốn kết nối dây nhỏ rùm ra như vậy thì cứ liên hệ với bên em, gắn thêm Bluetooth vào Amply. Thì khi gắn Bluetooth phía trong Amply á thì nó sẽ nghe trong hơn, chuẩn hơn, chất lượng hơn so với Bluetooth gắn ngoài và hay hơn so với gắn dây ao ít luôn. Thì trong diện tích phòng 50m², Bluetooth bắt sóng tốt, chỉ cần bật điện thoại, laptop hay máy tính là mình có thể phát được những bài hát yêu thích ở diện tích xa mà không có cần rùm rà dây nhỏ nha. Kích thước của bộ dàn này như sau: chiều cao của loa là 24cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng 20-30m². Đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu mà nhà mình có ổ áp cứ lấy điện 100V ra sử dụng, hoặc có thể mua kèm cục đổi nguồn bên em cũng được nha. Đổi nguồn bên em thì mình có thể sử dụng cho dàn mini, dàn trung hay dàn đại đều ok. Đặc biệt trên dàn này mình có thể chỉnh được bass hai mức luôn. Khẳng định với các anh là dàn này bass phủ phê luôn á. Các anh nghe nhạc vàng hay nhạc đen đều ok hết nha. Khỏi lo vấn đề tiếng bass, rất là sâu và chắc. Aiwa MC1 là khỏi chơi về chất lượng âm thanh. Trong tầm giá là nó ăn đứt những cái model khác rồi. Ngoài ra thì mình có thể chỉnh được màu sắc nữa. Đây color nè. Mình có thể cho lấp lánh 7 màu được luôn nha. Auto, Enter, Rainbow. Thì bây giờ em đang chỉnh cho nó lấp lánh 7 màu. Rất là đẹp nè, bắt mắt nè. Hình thức là ok, rồi chất lượng âm thanh thì tuyệt vời. Đây là một bộ dàn xứng đáng mua vì giá nó rất là rẻ. Chất lượng thì âm thanh thì vượt ngoài tầm giá thôi. Mua hàng thì liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chúc hàng cho mình. Hoặc vào Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình tham khảo luôn. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng tổng quát qua bưu điện, ship code thì cọc trước 300, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Bên em bán hàng không bao ship, phí ship rẻ lắm nha, một bộ dàn gì phí ship có vài chục ngàn tới 100 ngàn thôi. Còn nếu mà mình muốn chuyển đủ 100% thì em sẽ tặng mình cái giắc kết nối điện thoại. Bây giờ mình cùng nghe nhạc test qua chức năng đĩa CD. Số điện thoại và địa chỉ trên bài đăng giúp em. Còn FM tần số là 108, mình mua thêm anten gắn vào đây để nghe được radio.